Wow, ở đây không mua cho 7-8 ổ. Vẫn 58.000 đồng một ổ. Không có giảm. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng hơn 12 giờ trưa ngày 23 tháng 12 năm 2021 và mình đang có mặt trên đường Điện Biên Phủ. Bên phía tay trái là quận 10, bên phía tay phải là quận 3. Thì trưa hôm nay mình sẽ trở lại bánh mì Bà Huynh trong cư xá Đô Thành để mua bánh mì ha. Xem hôm nay có còn đông như hồi bữa không. À, bữa lần ngộp người luôn, cảnh sát phải giải tán á. Đây góc giao với đường Cao Thắng. Thì hôm nay á, mình nghĩ là mình sẽ mua bánh mì Bà Huynh và mình cũng sẽ mua thêm một ổ bánh mì của Huỳnh Hoa nằm trên đường Lê Thị Riêng, rồi sau đó mình sẽ so sánh ha. Đây cư xá Đô Thành, góc giao Điện Biên Phủ Nguyễn Hiền. Đi vô đi Nguyễn. Anh đó anh quẹo sao không hiểu. Đường số 2 bên tay trái. Rồi, đi tới cuối đường, đường số 4 chúng ta quẹo trái. Hả? Ừ hả? Kinh doanh mà. Ở đây thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 anh chạy xe mua hàng giùm á. Shopee. Rồi tới nơi, cũng khá đông, được mấy người. Thì chúng ta tới nơi bánh mì Bà Huynh số 55. Đường số 4, từ xã Đô Thành. Vô mua. Bữa nay hết chương trình khuyến mãi. Bữa nay là 45.000 đồng ổ lớn, ổ nhỏ 35. Mở cửa 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều. Hai ổ nhỏ là cái nào? Ổ lớn là 2 con thùng. Lấy một ổ lớn. Ổ nhanh tay quá ha. Ok. Thói tiện quý vị. Rồi mình đi thôi. Hết khuyên mãi. Đây chúng ta sắp tới bánh mì Huỳnh Hoa ha. Đây là góc đường của Cách Mạng Tháng 8 và Bùi Thị Xuân. Từ từ quý ơi. Rồi tới đây chúng ta sẽ quẹo phải. Đường Lê Thị Riêng. Ồ, bánh mì Huỳnh Hoa nè. Rất nhiều người đợi luôn á buổi trưa này. Wow. Ồ, cảnh tượng kìa. 20 người hơn á. Gì vậy? Không có đông dữ vậy. Wow, đông. Đông nghẹt luôn. 26 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành quận nhất. Đúng là một hiện tượng của Sài Gòn á. Này chắc xếp hàng kiểu này chắc khoảng 10 phút à.
mỗi người mấy ổ mấy ổ. Đồng quá. Được rồi, thằng xếp hàng rồi. Bánh mì Vinh Hoa. Chủ yếu là người ta nhờ mấy anh Ráp đến đây đặt hàng, lấy hàng. Điểm trước sau chống phân vài chục người ha. Emin Ráp Food. Được rồi, đủ rồi, đủ rồi. Cái hàng bên kia đã 16 rồi. Bên kia 16 hả? Rồi. Rồi, đứng đợi 20 phút dưới nắng các bạn, cuối cùng cũng lấy được ổ bánh mì. Và sau đó các bạn thấy tiếp tục nè, cũng vài chục người nữa. Đợi khá là lâu quá, nắng quá. Thôi đi về. Bùi Thị Xuân các bạn, nhìn bên phía tay trái, trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân Kha, một diện mạo mới rồi. Mới xây xong. Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân quận nhất. Về tới nhà mình sẽ ăn thử cả hai ổ bánh mì nha. Rồi, mình đã mua hai ổ bánh mì về. Đầu tiên là sẽ cân cái trọng lượng của nó. Đem hết lên luôn Quỳnh, bỏ vô trong cái bịch đó luôn. Bỏ lên hết toàn bộ luôn. Ý là em bỏ vô cái bao lại luôn, cái phần bao bì của họ, tất cả mọi thứ luôn. Rồi. Vô cùng một chỗ. Đây. Rồi, để vô. Đúng. Đây là bánh mì Huynh Hoa 500 gram. Đúng 500 gram luôn. Rồi, em lấy xuống đi. Xong rồi đưa bánh mì vào Huynh lên. Bên kia, bên kia, nguyên ổ bên kia. Rồi, để lên. Nửa ký đúng luôn. Ở đây cũng 500 gram luôn, hay quá trời ơi. Họ canh hết hay sao quá trời. Đúng nửa ký gram nha. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái ổ bánh mì bà Huỳnh ra. Đây. Đây, bánh mì bà Huỳnh. Bà Huỳnh. Để qua đây. Để lại. Rồi. Tháo đầu mình. Rồi, chúng ta cùng nhìn nha. Ở trong đây có pate, dăm bông, chả. Cái phần này giống như chả bò vậy ta. Đúng rồi, chả bò anh. Giống chả bò không? Chả bò. Lượng chả rất rất là nhiều nha. Chả bò. Ở đây em đếm coi số lượng coi Quỳnh. Xát xíu. Còn xát xíu nữa, xát xíu nó hơi màu chút xíu. Đúng rồi. Đúng rồi. Chả lụa, bơ, thịt nguội. Rồi. Đó. Chả bông. Rồi, bơ rất là nhiều luôn. Như có hành phi nữa nè. Có hành phi nữa. Rồi, đây là ổ bánh mì của bà Huynh. Rồi, em xem có cái phần đồ chua không? Có. Gấp nó lại. Rồi. Đây, đồ chua. Đây, đồ chua và ớt. Bây giờ sẽ cho cái phần đồ chua và ớt vô. Dưa leo. Rồi, cho vô đi Huynh. Hỏi nữa, nhà mình ăn mà đeo bao tay gì nữa. Cho vô luôn. Nó đầy quá. Đầy lắm rồi. Sợ bỏ vô nó. Không sao, em cứ dùng tay đi. Mình ăn mà. Đâu phải bán ngoài đâu. Đó. Đây các bạn nhìn nha. Sợ lá cái phần ớt nó cay tay em thôi. Rồi, tạm thời như vậy. Rồi, nhét ớt vô. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua ổ bánh mì Huỳnh Hoa. Đây, bánh mì Huỳnh Hoa. Rồi, mở ra đi Quỳnh. Mở ra. Ok. Đây, chúng ta thấy nè. Đầu tiên là sao? Cái lượng thịt chả cũng tương đương đúng không? Tương đương. Có cái phần thịt đó là pate, đó chung pate nhiều, bơ cũng nhiều đó. Pate nhiều lắm. Em chuyển qua cái phần có hành phi cũng vậy luôn, em chuyển qua cái phần kia.
chuyển qua cái phần chả đó, đẩy qua một cái. Rồi đúng rồi, có dăm bông chả lụa với lại có cái miếng thịt này cũng hơi màu chút xíu, hơi giống xa xíu đúng không, cái mùi thơm. Rồi bây giờ tới cái phần đồ chua cho vô Quỳnh. Quỳnh em bỏ cái đồ chua vô, tháo đồ chua ra. Cái bánh mì của Quỳnh Hoa đó thì được thêm hai cái nữa là cái khăn giấy ướt đúng không? Đúng rồi. Không, một cái đúng không? Hai cái. Hai cái, trong khi bánh mì của bà Quỳnh thì mình không thấy. Có tặng bao tay nữa. Ừ. Để mình làm. Bao tay. Đúng rồi, họ có tặng cái bao tay rồi nữa. Đồ chua vô nè. Ừ. Đó. Ở bên kia có không? Bánh mì bà Quỳnh có không? Không. Bánh mì bà Huynh không có. Bánh mì bà Huynh là không có cái bao tay mà cũng không có cái khăn giấy ướt. Rồi, giờ chúng ta cho vô. Rồi. Rồi, ok. Rồi, được rồi. Ok, được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái dao để sắc nó ra làm hai. Bây giờ chúng ta sẽ cắt ổ bánh mì Huynh Hoa. Thầy, cắt đi Huynh. Nói chung á, bánh mì Quỳnh Hoa ngon là nhờ cái pate. Cái thứ hai là cái lượng chả và thịt của cổ rất là nhiều. Và cái phần bơ cũng nhiều nữa. Cái phần này thì mình không có nói gì nữa rồi. Thực sự là họ ngon như phần pate. Có hai cái trường phái. Một trường phái là thích ăn ổ mì như kiểu ngày xưa, có nghĩa là lượng thịt chả pate vừa đủ thì ăn hết ổ bánh mì luôn. Còn bánh mì Quỳnh Hoa này á là lượng, cái ổ bánh mì rất là lớn, nửa kg, cho nên nhiều người ăn không hết. Và thực tế là có nhiều người là phải hai người mới ăn hết một ổ bánh mì này. Thì hai trường phái ha. Bạn nào thích ăn mạnh đó, các bạn có thể mua một ổ thế này ăn. Rồi chúng ta chuyển sang qua bánh mì bà Quỳnh. Rồi cắt cái Quỳnh. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ ăn ổ bánh mì bà Quỳnh trước. Đó, các bạn thấy không? Cắt ra một cái bên trong cái lượng chả như vậy nè. Ừ. Rồi Quỳnh em giữ luôn nha, anh chụp hình cái. Đây của Quỳnh Hoa. Bên phía tay trái là của bà Huynh, bên phía tay phải là của bà Huynh Hoa. Ồ, sẽ thấy mình hay bà Huynh ấy bán nhiều hơn. Ừ, có vẻ như bà Huynh nhiều hơn. Bà Huynh nhiều chả hơn, lượng nhiều hơn nè. Nó dày hơn rất là nhiều. Nhưng mà tính ra cái tổng trọng lượng đúng nửa ký, đúng rồi. Phải trừ cái khăn giấy nữa. Đúng rồi, khăn giấy nè. Rồi, mình đã ăn cái phần bánh mì của bà Huynh và bánh mì của bà Huynh Hoa. Cơ bản các bạn nói thực sự nha, giống nhau. Mình dùng từ giống nhau là trên cái vị thực sự là khá là giống nhau. Phần pate cũng ngon như nhau, cũng cùng cái mùi hương đó. Khác chăng ở chỗ là cái bơ. Bơ bên bà Huynh sẽ có cái màu trắng, trắng đục hơn. Bên của cô Huynh Hoa là sẽ có cái màu vàng, và nó sẽ béo hơn chút xíu. Còn lại đồ chua có hai bên đều như nhau luôn, đều có một cái độ giòn, rất ít chua, rất ít ngọt. Nói chung là nó sẽ, cái củ cải trắng, cái đồ chua nó sẽ có vị hăng hăng chút xíu. Tổng thể bên trong về lượng chả nó thực sự nó cũng giống nhau. Ở bên bà Huynh á, là cái miếng thịt đó nó cũng nhuộm màu. Bên cô Hoa thực ra cái phần xá xíu đó cũng là phần nhuộm màu. Quý em ăn của Huynh rồi đúng không? Em cảm nhận thế nào? Béo. Rồi, phần chả với phần đồ có gì đặc biệt đó em không? Cũng giống như mấy bề ngoài, nhưng mà cũng giống mấy bề ngoài nhiều hơn hay đúng không? Nó hơi hơi giống như kiểu của Kim Sơn thôi. Nhưng mà thực ra nó về cái hàm lượng đó là nó nhiều. Nhiều. Ừ, nhiều đến mức thường. Nhưng mà em ăn đúng, một ổ bánh mì này thì em nhán, nhưng mà em ăn một ổ bánh mì Kim Sơn á thì em ăn hơi mỡ được. Em là theo khuynh hướng của một người ăn hết một ổ bánh mì thì em ăn sẽ Kim Sơn mà 25 20.000. 20.000 đồng. Đúng. Cái ổ bánh mì này. Cái ổ bánh mì này á, khi mà các bạn ăn á, thực ra là khi mà mình đói mình ăn nửa ổ sẽ rất là ngon, nhưng mà nếu mà mình không có đói á, thì mình cạp vào bánh mì này đôi khi mình sẽ hơi mệt chút xíu. Là cái khẩu hình về cái miệng nha, là cái miệng mình nó phải lớn thì mới cạp vào được ổ bánh mì này. Ở cái phần này các bạn thấy là nó rất là đầy, khi mà cho thêm cái phần đồ chua vô nó đầy lắm. Mình hay xào giữa cái bà Quỳnh với lại Quỳnh Hoa. Em giống thích bà Quỳnh hơn, bà Quỳnh Hoa hơn. Quỳnh Hoa hơn. Quỳnh Hoa có cái độ béo hơn đúng không? Béo hơn. Ừ. Còn bên trong thì ra về pate, chả lụa thì đối với mình là bình thường. Nó bình thường, nó thừa. Nè. Thật sự, nó thừa. Cắn nó thừa. Thừa, nó cũng giống nhau thôi. Cái vị cái cảm giác là nếu mà mình cắn nó sẽ dễ, rất là dễ gây ngán. Cả hai bên luôn, cái này là chung chung là cả hai bên rất là dễ gây ngán. Ừ, nó nhiều quá. Nhưng mà đúng là cái hương vị của nó thì khó kiếm cái tiệm thêm một tiệm rồi để làm giống nhau nữa. Thì nó được cái phần pate, nhưng mà ý đó là cái phần hàm lượng nó đưa vào. Đúng rồi, nó lại gây thừa. Đúng rồi.
Cho nên thực ra ăn cái này là phải một ngày đói, với hai là ăn hơn nửa ổ thôi. Chứ còn thực ra là không có đói bụng mà khó lòng mà nuốt hết được một ổ. Hồi nãy đi quay ngay chỗ bà Huynh vui ha. Thì cô kêu nói vậy nè, chỉ có mấy thằng mập nhà tao á nó mới ăn hết nổi ổ bánh mì này thôi. Chứ tao là tao nuốt không nổi ổ bánh mì này. Nửa ổ là phải nhậu gì. Như vậy về cơ bản các bạn, nếu 45.000 đồng, thực sự bây giờ mình nói nha, nếu 45.000 đồng thì mình sẽ mua ổ bánh mì của bà Huynh. Một điểm nữa là chỗ là không phải đợi quá đông. Còn chỗ cái bánh mì Huynh Hoa hiện tại là rất là đông. Hồi nãy là đứng 20 phút dưới trời nắng để lấy được một bánh mì vào buổi trưa. Về mức độ và ủng hộ thì như là hồi trước giờ ăn bánh mì Huynh Hoa quen rồi, thì cái khuynh hướng người ta sẽ ủng hộ bánh mì Huynh Hoa hơn. Nói chung là cái việc mà về lùm xùm mấy ngày hôm nay á, thì đó là câu chuyện bên lề. Còn đối với mình á, mình đứng ở thế trung gian, mình nghiêng về vấn đề ở chỗ là ẩm thực nơi nào ngon, giá nơi nào mềm, dịch vụ nơi nào tốt thì mình cứ thế mà mình ăn thôi. Không phải chờ lâu. Đúng rồi, không phải chờ lâu. Em là người khác thôi nha. Yeah. Em sẽ ủng hộ Quỳnh Hoa. Tại vì là cái thương hiệu này là nó lâu rồi. Cái yếu của người Sài Gòn là chỗ đó rồi. Thứ hai là dễ tìm. Cái vị trí nó quá đẹp. Đúng rồi, vị trí dễ tìm. Tâm mình cứ chạy xẹt qua. Còn đối với cái đường số 4 của cửa sát đô thành nó đâu phải ai cũng kiếm được đâu. Đúng rồi, đúng, đúng rồi. Cái vị trí cửa sát đô thành thực ra là nó khuất. Nó hút bên trong. Chứ lại cái hẻm nhỏ quá. Đi một phải đi từ đường Dường Chuối vô. Hai là đi từ đường Điện Biên Phủ vô. Đúng. Đó chỉ có hai đường đó. Còn Nguyễn Đình Chiểu có khi có khúc về ngược chiều nữa. Dễ tìm nhất là phải đi từ đường Điện Biên Phủ vào. Vào xong rồi đi bốn qua đường 1, 2, 3, 4. Có một điểm nữa là sao là bánh mì của cô Huynh Hoa được một điểm là có thêm một cái khăn giấy, cái thứ hai là có cái bao tay thì nó tươm tất hơn. Thứ hai nữa là cái lực lượng của cô bên Huynh Hoa đó, là bánh mì Huynh Hoa trên đây thì riêng á, là hùng hậu hơn. Ở điểm làm là có khoảng độ là 9 nhân viên. Tuy nhiên là quá đông đi. Tôi ngại mà các bạn thấy là hồi nãy lúc mình đứng là bao nhiêu người? Một hàng em dính 16-17 người. Một hàng 16-17 người, cái là hai hàng là 30 mấy người. Sau khi mình đi rồi dẫn thêm hai hàng vô, tức là rất là đông. Điều này có nghĩa là sao, là nếu mà mình đi ăn ổ bánh mì phải đợi lâu như vậy, đôi khi cũng ok, rơi vào buổi tối trời mát. Còn nếu mà trời nắng thì mình sẽ đợi không nổi. Không có chuyện gấp thì đợi được. Còn là ai mà đang bận rộn xíu là đúng rồi, nóng lắm. Nghĩ đi, hồi nãy 12 giờ mấy trưa mà đứng giữa trời nắng á. Cái vui ở đây vì sao là chúng ta nhìn ra được một cái điểm chỗ là chênh lệch của nhau là 58 và 45, cách nhau 13.000. Hiển nhiên là người ta làm ổ bánh mì 45.000 người ta vẫn phải lời, và 58.000 vẫn phải lời. Nhưng mà mình sẽ thấy được một cái độ sâu hơn nữa của cái ổ bánh mì về giá thành, cấu thành của nó. Đúng rồi, cũng có thể là mặt bằng. Nhưng cũng có thể là cô Huynh Hoa cũng đã mua cái mặt bằng đó rồi. Mặt bằng rồi nhẹ, rẻ tiền hơn, định số lượng nhân viên. Nó sẽ đẩy cái cấu thành, giá thành lên. Như vậy là các bạn đã có được bức tranh toàn ảnh về bánh mì Huynh Hoa. Thực sự nói nha, nếu như buổi tối mà mình thèm bánh mì á, mình cảm thấy tiện á, thì thường mình sẽ ghé Kim Sơn quận 8 ăn cho nhanh và ngon. Thực sự nó là ngon, nó vừa đúng cái miệng mình đưa vô á, mình ăn mà cặp ăn nhanh nó cũng gọn. 20.000. Nhưng mà em ăn một ổ Kim Sơn em lại thèm thêm ổ nữa. Còn Huynh Hoa này thì cái là bánh mì bà Huynh hay bánh mì Huynh Hoa thì thường mà nói là mình ăn hơn nửa ổ thôi, còn ăn một ổ mình nhiều ăn không nổi. Như các bạn thấy ở đây là tất cả là ba người thanh niên mà hiện tại là cũng chỉ là hai ổ thôi và đang xử. Không có bữa đói thực sự ngon nha. Bữa ngày giờ mưa mà đói thì ăn nửa ổ bánh mì Huỳnh Hoa rất là ngon. Còn bữa nào mà cảm thấy cái bụng mình nó bình đó, thì mình khó để mình nuốt hết. Có một cái điểm nữa là cái đồ chua của cả hai bên nó thực ra mà nói là nó mang tính chất là nó giòn giòn thôi, nhưng nó không chua không ngọt. Quay em ăn riêng thử cái phần đồ chua coi, em cảm nhận coi. Tức là thực ra mình về cái phần độ chua của họ mới xuất sắc, họ không dám làm chua ngọt mà họ làm ở mức độ là tầm trung, để biết sao để giữ được lâu. Em thấy không, cái đồ chua của họ thực sự không có xuất sắc, không chua không ngọt, nó chỉ là mức độ giòn thôi, đó là lơ lớn, nó chỉ là nhẹ cái vừa đưa vô miệng là nó nhạt một cái rồi xong. Đúng, nó có cái không có chua không có gì hết, nhưng họ bóp trong ngày bán liền á. Đúng rồi, họ không có làm lâu, không có đậm đà được, kiểu như là cái đồ chua này là nó không có lên mùi được luôn. Đúng, không lên mùi. Nó chỉ có chút xíu là cái mùi của cái củ cải trắng. Tại vì em đưa cái thôi. Miệng á là nó chỉ nhẹ một cái, chưa nhẹ cái rồi xong. Là mất vị luôn rồi đó. Một điểm tốt là chỗ là sử dụng dưa leo, cả hai đều sử dụng dưa leo ngon, nó không có bị đắng. Có nghĩa là họ chọn dưa leo tốt, rồi hiện tại tình trạng dưa leo là bị đắng cũng khá là nhiều.
đúng không? Khi đi chợ mà mua dưa leo mà bị nó tẩm quá chứ còn là nó trồng phát triển nhanh là bị đắng, cả hai đều không bị. Còn ba cái phần chả lụa dăm bông này thực sự mà nói nha, là đi bất kỳ tiệm bánh mì nào ở Sài Gòn ở mức độ tầm trung đều sẽ là có cái vị chả lụa và dăm bông như vậy, không có gì khác cả. Đã đang giảm cân nó lịch bụng nó lại. Bé Quỳnh đang giảm cân. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Mắc công sẽ có người thắc mắc tại sao không cho bánh mì. Không cho bánh mì ăn bánh mì. Hôm nay là bé Quỳnh giảm cân, bé Quỳnh nói là bánh mì ăn thôi chứ không có ăn. Năn nỉ là cũng không ăn. Năn nỉ không ăn. Nhưng mà tối 12 giờ đêm.